lại ở trong tất cả cõi nước chư Phật mà làm thượng thủ gần gũi Phật đảnh lễ cúng dường, thỉnh vấn quán sát cảnh giới như huyễn, tịnh tu vô lượng các hạnh, vô lượng các trí, thần thông biến hóa, đủ thứ oai đức, đủ thứ trí họa, đủ thứ cảnh giới, đủ thứ thần thông, đủ thứ tự tại, đủ thứ giải thoát, đủ thứ pháp minh, đủ thứ pháp giáo hóa điều phục của Bồ Tát, Phật tử, bổn thân của Đại Bồ Tát không diệt dùng sức hạnh nguyện tại tất cả mọi nơi biến hiện như vậy tại sao vì muốn dùng thần lực tự tại của phổ hiền để điều phục tất cả chúng sinh vì khiến cho bất khả thuyết bất khả thuyết chúng sinh đắc được thanh tịnh vì khiến cho họ vĩnh viễn dứt bánh xe sinh tử vì nghiêm tịnh các thế giới rộng lớn vì thường thấy tất cả các như lai vì vào sâu tất cả dòng phật pháp vì nghĩ nhớ dòng dõi chư phật ba đời vì nghĩ nhớ pháp và pháp thân của tất cả chư phật mười phương vì khắp tu các hạnh của tất cả bồ tát khiến cho được viên mãn vì vào dòng phổ hiền tự tại chứng được nhất thiết trí phật tử ông nên quán đại bồ tát này không bỏ hạnh phổ hiền không dứt bồ tát đạo thấy tất cả chư phật Chứng nhất thiết trí, tự tại thọ dụng pháp nhất thiết trí, như voi chúa Y-la-bác-na, chẳng bỏ thân voi, mà ở trời tam thập tam, được trời đế thích cưỡi, thọ khoái lạc trên trời, làm người trời vui chơi hầu hạ thiên chủ, vui chơi với thẻ nữ, giống như chư thiên, không có gì khác biệt. Phật tử đại bồ tát cũng lại như thế không bỏ các hạnh đại thừa phổ hiền không thối chuyển các nguyện được tự tại của phật đủ nhất thiết trí chứng được giải thoát của phật không chướng không ngại thành tựu thanh tịnh nơi các cõi nước không có nhiễm trước ở trong phật pháp không có phân biệt tuy biết các pháp khắp đều bình đẳng không có hai tướng mà luôn thấy rõ tất cả cõi phật tuy đã bình đẳng, đồng với chư Phật ba đời mà tu Bồ Tát hạnh liên tục không ngừng. Phật tử Đại Bồ Tát an trụ Pháp hạnh nguyện phổ hiền rộng lớn như vậy, nên biết người đó tâm được thanh tịnh. Phật tử, đó là Đại Tam Muội Vô Ngại Luân Tâm Thủ Thắng Trí Quảng Đại Thứ Mười của Đại Bồ Tát. Phật tử, đó là sở trụ mười đại tam muội luân hạnh phổ hiền của Đại Bồ Tát.